Không. Chú có làm cho con buồn không? Dạ không. Sao con khóc? Chứ tại thấy thương ba mẹ. Nước mắt chảy ngược, quay không biết quay đâu. Con nấu, ai giặt đồ? Dạ con. Ai quét nhà? Dạ con. Trời ơi. Mẹ Con khóc làm luôn rồi chưa? kìa, mẹ khóc luôn kìa anh một đồng. Sao cô khóc? Nghe con gái nói xúc động ha. Sao cô khóc? Một lần nữa thì con là tên là Bùi Hồ nhưng mà làm kênh YouTube là Bùi Hồ TV. Con không phải là Mạnh Thường Quân mà con chỉ là người kết nối hỗ trợ đại diện cho ông Duyệt và bà Hiền sống ở tiểu bang Texas của Mỹ á, hỗ trợ các cô chú mỗi một phần quà trị giá như vậy là 500.000 đồng, tương đương với 500.000 đồng gồm những cái nhu yếu phẩm thôi, chứ ở đây mình không có tiền mặt. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Long Bình thuộc thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi nhà khá là mục nát. Trong ngôi nhà này thì có khoảng 5 thành viên. Và hàng ngày thì chủ ngôi nhà này phải nuôi những thành viên còn lại. Điều đặc biệt là trong ngôi nhà này những thành viên còn lại thì lại có vấn đề về thần kinh nữa cô bác quý anh chị. Và để hiểu thêm cuộc sống của vợ chồng nuôi hai con trẻ và những người anh bị khệt sống trong ngôi nhà mục nát như thế nào mà cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Đây là một cái ngôi nhà mái lá nha cô bác anh chị. Ngôi nhà này thì được sự hỗ trợ của nhà nước đó, thì cho cái phần khung tiền chế này, thì sau đó thì lợp cái phần mái này lên. Coi chắc có lẽ là ngôi nhà này cũng cất khá là lâu rồi nên mình thấy nhìn thấy cái phần mái nó sập xệ lắm. Mái lá khá là sập xệ luôn. Và bên trong ngôi nhà trước khi mà Bùi Hồ thực hiện đoạn video clip này đó thì nhận thấy rằng ở trong những cái cây đòn tay ngang á nó cũng đã khá là mục rồi. Và cuộc sống của gia đình thì đến thời điểm hiện tại cũng khá là bấp bênh và sống nhờ vào việc thuê đất của những người mà cô chú mà đi làm ăn xa đó, rồi làm thuê làm những cái phần mảnh ruộng đổ lại để mà nuôi gia đình. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây ngày nay hôm nay thì có đầy đủ những thành viên trong gia đình hết luôn. Dạ con chào chú ha. Dạ. Để cho con đeo cái mic cái ha chú ha. Cái này là cái ghi âm cho nó lớn á. Chú tên gì ha? Tên Lợi. Chú Lợi. Chú Lợi là năm nay bao nhiêu rồi? 53 tuổi rồi. 53 tuổi. Hàng ngày chú làm cái công việc gì chú Lợi? Ai mướn gì bằng cái nấy. Dạ. Con nghe hàng xóm nói là mình có thuê đất gì mình làm nữa hả? Có thuê được mấy công mặn bị không có ai mướn mặn gì đó rồi làm kiếm gạo ăn. Dạ. Cô với chú có mấy người con? Hai đứa. Hai người con. Lớn chưa chú? Đứa. Bạn này đó hả? Thằng này với nhỏ đó. Đứa 14 tuổi, đứa 15 tuổi. À, ngày xưa là chú lập gia đình trễ hay sao mà? Ngày xưa bị trễ. Không có tiền là đó là cứ vợ trễ. Dạ. Ôi mà cái bàn tay của chú là nó bị chuyển màu á, đi làm ruộng á rồi bị phèn á. Phèn. Tối ngày phải không? Còn ở đây là hai cô chú này là được mọi người giới thiệu rằng là chú phải nuôi hai cô chú này hả? Ờ đúng rồi. Là sao với chú? Đây là anh. Dạ. Rồi ra bên đây là đứa em mốt. Dạ. Này bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. Chú này 60 rồi hả? Ừ. Tết năm nay nó 60 còn rồi. Bên đây? Đây 52, 51 rồi. Chị tên gì? Cô tên gì? Bé em. Bé em. Còn bên đây chú này? Ông lớn. À... Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi. Nhưng? 2 tuổi. 2 tuổi nên mọc răng chưa đều. 2 tuổi. Trời. Có vợ chưa? Vợ rồi. Có vợ rồi. À. Vợ ở đâu? Dạ. Vợ ở nhà. À. Lại làm gì để nuôi vợ mình? Vui. Làm gì để nuôi vợ mình? Vui. Vui hả? À. Nói theo mẹ con. Con cô là nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi rồi. Cũng 2 tuổi luôn hả? Sao có 2 tuổi vậy? Không biết. Không biết.
không biết à, không biết gì luôn. 2 tuổi thôi rồi, có chồng chưa? Chưa. À, cô chú này từ nhỏ giờ vậy hay sao? Từ nhỏ tới giờ vậy. Từ giờ nhỏ giờ vậy luôn hả? Rồi không có lao động gì được là chú phải nuôi hết. Ờ, nuôi hết rồi. À. Còn bà lão của anh bác cũng già rồi, giờ không thấy đường đi của anh. Ngủ rồi. Chú là chú, chú tên gì con quên à? Lợi. Chú Lợi, chú Lợi. À, chú Lợi là phải gánh thêm một người mẹ nữa mà. Người mẹ thì đang nằm. Và cái ngôi nhà của người mẹ cũng khá nhỏ và được nhà nước cũng đã hỗ trợ rồi. Chỉ có ngôi nhà của chú Lợi là bây giờ nó còn sập sệ nè. Rồi bên đây là chị hai, cô 2 tuổi. Bên đây là chú 2 tuổi luôn. 2 tuổi. Hồi sáng giờ có ăn bánh chưa mà sao ăn kẹo vô không? Kẹo. Ăn kẹo. Ăn kẹo là nữ là rụng răng hết rồi. Thấy cười vậy thấy thương ha. Nói theo mẹ không dễ là tối ngày không đi không phá phá gì. Nhưng mà nghe nói là cô với chú này là cứ đi vòng vòng ở xóm hoài á hả? Không có về nhà. Ít có về lắm. Không về luôn. Rồi đói bụng là về ăn thôi. Đói bụng về ăn nấu cơm ấy rồi để đó cái gì dọn chén rồi để đó về ăn rồi đầu chút rồi cũng đi. Mà đều không có phá phái gì ai chứ. Dạ, không phá phái gì ai hết. Nhưng mà thấy cũng, ngồi cũng... thì thấy cũng hiền nè. Thấy hiền mà vui cười. Bây giờ có tiền mua kẹo không? Ai, người ta cũng thương. Nghe nói là không có biết tiền luôn á. Không biết tiền luôn đúng không đúng chú rồi. Lại? Không biết tiền. Rồi sao với mua bánh rồi sao? Này là mấy ngàn nè? 2.000. 2.000 này mua được cái gì? Không biết 2.000. Giờ mua được cái gì? Dạ, là không. Còn này là mấy ngàn? Ai ăn? Này bơn ạ. Bơn mua đồ cho nó ăn. Mua đồ thôi. Sống cái cảnh này mà phải gánh nặng ở hai đứa, nuôi hai đứa bé. Phải nuôi mấy anh và mẹ già nữa, thành nữ là cuộc sống khổ lắm. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình khổ dữ không chú Lợi? Thì cũng phải khổ, cũng phải chịu thôi chứ hả? Vậy hả? Rồi làm gì rồi thuê đất là mỗi mùa nhiêu? Mà một công 3 triệu. 3 triệu làm được mấy vụ? Làm được có 2 vụ vậy. Rồi sập sọt rồi là mình mướn hết hay là mình ở làm nhà? Chức công nhà làm công mướn thì không có ăn, có năm thì lỗ. Lỗ. Rồi bây giờ mình làm năm rồi lỗ. Năm nay mới mần lại nữa. Lỗ nhiêu? Năm rồi lỗ đâu mười mấy triệu. Rồi tiền đâu mà đắp vô? Chạy đi hỏi. Tại sao mướn mà còn lỗ nữa là bị mưa gió nó sập á. Vậy hả? Rồi bán được bao nhiêu một ký rồi bán công được nhiêu? Công miễn trúng hiện công được 5-6 triệu, miễn thác hiện công 3-4 triệu. 5-6 triệu thì vốn là hết 1.5 triệu tiền hơi rồi. 3 triệu rồi. Một công một mùa là 1.5 triệu rồi. Đúng không? Rồi chưa kể phân một bao là khoảng 500.000 á. Thì tính ra công mà kiếm chừng vài trăm ngàn ha, trúng á. Mà bây giờ là 4 tháng ha chú Lợi? 4 tháng. 4 tháng mà phải nào là xạ nè, xới nè, rồi sạch nè, rồi phân nè, rồi suốt kéo rồi đủ thứ chi phí. Một công lúa như vậy á. Nếu như mình thuê 10 công, Bùi Hồ có làm thử một bài toán á. Mình thuê 10 công đất là làm một công đất á, mình tính giá tiền một công đất là mỗi một mùa là 1.5 triệu. Rồi tiền một bao phân ít nhất là công cũng phải bao phân là hết 500.000 rồi. Bao phân bây giờ nó mắc đó, bao phân tới 800 triệu mấy là triệu mấy đó. Phân, mặc dù là bán có u ghê thì rẻ, bán lưng cho trời. U ghê gãi u ghê nó sập hết trơn, bị đất sâu mà đâu phải đất gò đâu. Mặc dù là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất nhưng mà cái cuộc sống của chú Lợi bây giờ cũng rất là khó khăn. Đây là những người nông dân rất là chăn chắc, cứ làm lụng tối ngày sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Và ngày hôm nay để mà gặp chú được vào thời điểm này là chú làm mới về hồi lúc 2-3 giờ gì đó cô bác của anh chị. Có nhậu nhẹt chưa không? Ít rồi, mạng không ít có nhậu lắm, như là lâu lâu anh em rồi ấy đám tiệc rồi thôi đúng không? Đám tiệc rồi uống vài cốc rồi nghỉ rồi. Dạ. Vừa nuôi vợ nuôi con gánh nặng gì cũng cố gắng chứ đâu có dám gục ngã chú là. Đâu có dám. Vậy hả? Chú là anh ruột luôn. Ô em ruột của em, chú này luôn. Em. Và anh ruột của cô này luôn. Đúng rồi. Chú lớn sao thấy cười cười hoài chú lớn?
cái ngôi nhà thì một phần ở trên thì tráng xi măng, còn ở đây là cô bác của anh chị đi. Đây được làm nền đất á, được lót bởi những cái tấm thức ăn á. Cái này do xin rồi cô mai lại đúng không? Đất này ra đắp nước ngập hết trơn rồi ấy, xin chở từ xuồng về đắp rồi lót cái này nữa. Rồi hai đứa con của cô chú có được đi học không? Nghỉ hết rồi, không có tiền lo nghỉ. Lo quá. À. Cô chú này là chú lớn với lại cô bên kia là phải nói về ở đây cho đầy đủ để chia sẻ ghi hình như thế này để cho cô bác của chị hiểu, chứ bình thường là đi hoài đến giờ cơm mới ghé vô ăn. Thôi bây giờ qua đây đi chú, tâm sự về gia đình của mình tí xíu ha. Ở đây là được một cái giường, bên đây cái giường, nhưng mà cái giường bên đây không biết sao ngủ luôn nè. Trai ngủ, trai qua đây đi anh Một Đồng với lại anh Phương. À, con trai ngủ đây hả? Rồi cái này là một cái mái lá, một cái mái lá tạm bỡ, lá này lợp 5-7 năm rồi chưa? Có à, 6-7 năm gì. Chú tự lợp hay sao? Tự lợp nhà, ên đó bò tới bò lui lợp. Mà cây giờ nó mục hết trơn. Để con xô đứng cái nha. Để chân chấp, cột rồi mục hết trơn, chấp. Bên kia kìa, cái cây cột kìa. Anh Một Đồng quay cô bác anh chị thấy cây cột nó chịu cái mái dưới không? Một rồi, bỏ rồi lấy cái mái sao mà che thấp quá. Đắp đất lên nó bằng mặt đường á. Nước thì triều cường ở dưới nước lên á. Ngập đắp cho nó cao lên ngập rồi bây giờ cái mái này nó thành ở dưới thấp luôn. Triều cường được rồi, có bị ngập không chú? Ngập. Nhà đó cũng ngập luôn. Ngập. Trời ơi. Vậy bây giờ ngập luôn. Giờ ngập hết rồi. Cái phần này là tráng xi măng là cũng không có luôn, không có dĩ, không có cái gì hết nên thành thử là cứ nó bây giờ nó xé luôn, sọt luôn. Rồi chú ngồi đi. Ở chú lại nhìn thấy hiền dễ thương vậy trời. Nè con hỏi, bây giờ con hỏi cô trước một cái rồi hỏi các bé gia đình của mình ha. Dạ không sao, cô cũng hiền. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi. Nhà của mình trước đây là ở đâu cô? Nhà chị có chợ Thượng Hòa với Long Mỹ. Cũng Long Mỹ nha. Ở đây là Long Bình nha cô bác anh chị. Cô với chú gặp nhau là được bao nhiêu năm rồi? Năm nay nó 16 năm rồi. 16 năm rồi. Là con lớn nhất là con gái hay trai? Trai. Trai là bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. À, hỏi thiệt thêm cái là người ta nói là chị dâu rồi em chồng rồi đủ thứ á. Mà cô về đây sống với chú á. Rồi thấy chú lo cho mẹ rồi lo cho những người anh em của mình. Thì cô thấy mình có sót không? Tiền mình làm ra cực quá mà. Không, cô thấy là mình thấy mình thương á. Sao? Bởi vì nó mới thương mình. Mình làm ít tiền quá mà ngày thu nhập không có nhiều mà còn nuôi mấy anh rồi nuôi mẹ mình nữa. Thì mà hai vợ chồng cũng, ảnh cũng nói gán mần đang lo cho mấy đứa nhỏ tội nghiệp. Thì hai vợ chồng mà lo cho mấy đứa nhỏ với bà già. Rồi ngày là cô chú á, có biết được rằng là mình làm thu nhập được bao nhiêu tiền không? Bữa thì không có ngàn nào, bữa thì có, được bữa. Vài chục, bữa thì... Vài chục là tiền thu nhập từ cái gì? Làm hột đào. Hột đào như là... Lột hột đào. Lột hột đào, bữa nay nghỉ đang đi dặm lúa. Có hột đào, ngại ngự rồi bắt chừng ngàn ký. Nguyên gia đình thì làm được ngày được 30 có. 30 đủ mua gạo thôi. Dạ. Mua gạo thức ăn thì kiếm cá rồi ăn chứ không có dám mua, lâu lâu mới mua được thịt heo. Vậy hả? Đi kiếm cá. Đặt mấy cái giếng đó, bữa giờ có không? Làm có gì ăn đó. Có gì là ăn đó. Hồi đó giờ còn cô bà già thì về gán cho tiền bá ăn. Cô với chú đến với nhau là làm mai hay là do quen biết? Làm mai. Làm mai hả? Ừ. Rồi hồi đó giờ chú có chở cô đi ra thị xã Long Mỹ đồ dạo chơi không? Không. Có. Ân ảnh là khổ nhất luôn, không đi đâu được đi đâu nha. Nhưng mà khổ vậy là mình buồn hay là mình thấy vui? Không, cũng như thấy là mấy đứa em rồi thấy bà già đó, mình thấy mình tội nghiệp. Bữa nào gán có... mà gán mà nuôi lo. Có bữa nào nói rồi anh xã chở tôi đi ra ngoài công viên dạo phố không? Có gì đâu chả. Đi xe đạp anh cho đi. Có xe đạp không có xe Honda luôn hả? À, cái xe đạp đó. Chốt hay gì bắt đầu ấy rồi cho người ta chở đi cho biết. Rồi ngày xưa là làm mai xong là cưới nhau luôn chứ đâu quen gì hả? Không. Làm mai rồi cưới. Rồi lúc đó thì cưới xong thì cho cô được nhiêu họ thỏa thẻ thương tiếng tí. Cho được như vàng á. À, cái đó. Đưa bông. Đưa bông. Được đưa bông à. Nào chào tài đâu có 2-3 triệu gì hả. Người miền Tây mình thật là lắm, thường hay cưới nhau mà quen biết là mai nhau. Con nghe thường người lớn kể câu chuyện nè. Bà, ủa em ơi em. Anh cưới em không có gì, có gì anh cho đó nha. Cho được đưa bông. Rồi mình dành dụm hùng nhau để làm ăn, có nói vậy không?
Với dạ. Thứ hai nữa đó, thì ông và vợ bà vợ rồi thấy hiền, thương, gã không có đội gì. Đám cưới được nhiều mâm không? Nấu 7-8 mâm gì nha. Không phải là cái chia sẻ sân si vào đời tư, nhưng mà đây là những cái câu chuyện để cô bác với chị hiểu thêm. Tại vì sau lưng đằng này nè, Bùi Hồ gặp cái chiếc xe đạp, không thấy chiếc xe gắn máy nào á. Nên thành thử là đây ra thị xã Long Mỹ là nó khoảng gần 10 cây, mà không lẽ hai vợ chồng mà đạp xe đạp cọc cạch cái không biết, chắc tới khuya mới tới ngoài kia quá à. Không biết chạy xe. Như khi đi mạng vợ có đi ngoài lại bộ không, đây ra xã lại bộ không, xe đạp vợ cũng đâu biết. Mà con muốn hỏi nè, người ta cưới vợ mình về á, rồi ta chở vợ mình đi vòng vòng để hưởng cái tuần trăng mật thanh xuân, rồi mình dắt vợ mình vô đồng, thấy buồn không? Thấy cũng buồn. Thấy buồn hay thấy vui? Thấy buồn. Buồn sao nói con nghe được không? Để chia sẻ sau này để tụi nhỏ biết học hỏi. Thấy nghèo khổ thì dễ gì có được đi xe người ta. Thấy mình nghèo rồi người ta vậy rồi thấy cũng khổ, thấy cũng buồn. Nhưng mà có bao giờ là cô đòi hỏi chú chở đi không? Không, thấy vậy rồi thôi, không có đòi hỏi. Thấy mặn nồng ha. Sống trong cái cảnh khổ đúng là một cái này là một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Mặc dù là mà sống ở trong cái cảnh mà thiếu trước học sau á. Ở đây vòng vòng cô bác có, ở đây cô Bùi Hồ cũng có tìm hiểu, thấy khổ lắm. Cô bác quý vị thấy thậm chí cái mái lá như thế này, mưa thậm chí là nó dột từ trên xuống, nước triều cường từ dưới lên, nên thành thử mọi thứ nó đều rất là khó khăn. Mưa lại dột dữ không chú? Thăng nước dột lắm, mà thăng nước thì bắt ốc là mưa mắc bỏ, chạy gì sẽ gió được, bay lá. Con bay cái nóc luôn. Mấy đứa nhỏ nó ngủ không được. Chú ngồi xích vô đi để cho con tâm sự với con gái của chú. Dạ, cảm ơn cô ha. Nãy giờ nghe chú nói chuyện á, rồi chú đeo này cái ha, nghe chú nói chuyện rồi cái con có cảm thấy là mình tuổi không? Dạ không. Tại sao vậy? Nó con hiền. Chắc con không biết. Con tên gì? Dạ tên Hồng Hoa. Hồng Hoa, ngày xưa đi học lớp mấy rồi nghỉ? Dạ học lớp 5 lên lớp 6 nghỉ. Rồi sao con nghỉ đó? Dạ tại không có xe đi học. Không có xe đi học. Rồi bây giờ là con bao nhiêu tuổi nè? Dạ 13. 13 tuổi là học lớp mấy ta? Nếu được học là học lớp mấy? Lớp 8. Thấy mấy bạn đi học mình thấy mình có buồn không? Dạ có. Buồn sao, nói chú nghe được không? Đã không được đi học giống mấy bạn á. Dạ, hồi đó mình cấp sách đến trường mình có ước mơ gì không? Dạ không. Bây giờ có bao giờ mình nghĩ rằng mình ước lại mình được đi học không? Dạ có. Ước được đi học. Để dạ. Để chi? Để học lấy bằng rồi đi làm lo cho gia đình. Vậy hả? Thấy ba mẹ mình khổ quá, có bao giờ mình tự nhiên mình thấy mình không được đi học vì mình không có tiền, cái tự nhiên mình ngậm ngùi không? Vậy không. Chú không biết là ba mẹ đi làm thì ai sẽ nấu cơm cho gia đình? Dạ con. Con nấu. Ai giặt đồ? Dạ con. Ai quét nhà? Dạ con. Trời ơi. Mẹ khóc luôn rồi kìa. Mẹ khóc luôn kìa anh một đồng. Sao cô khóc? Nghe con gái nói xúc động ha. Sao cô khóc? Vì nghe con gái nói mà từ trước giờ không có lo được cho con gái hay sao mà cô tuổi hay sao cô? Dạ. Con gái khóc luôn rồi kìa. Nãy giờ chú hỏi á, có làm con buồn không, sao con khóc? Dạ không. Chú có làm cho con buồn không? Dạ không. Sao con khóc? Dạ tại thấy thương ba mẹ. Nước mắt chạy ngược, quay không biết quay đâu. Cô khóc rồi. Đây là những cái giọt nước mắt ở trong một cái ngôi nhà một nát của cô chú không? Cô ơi, nghe con nói vậy mình thương mình tuổi hay sao? Mình không làm tròn trách nhiệm đối với người con hay sao vậy? Mình thương con không làm tròn. Cho nó đi học tới nơi tới chốn. Hồi lúc mình quyết định cho con mình nghỉ học á, là mình có đắn đo dữ không? Cũng đắn đo dữ lắm cho nó nghỉ. Lúc nghỉ thì cô nói với con sao? Có như mẹ không có tiền. Lo không có xe cộ đồ đi. Rồi lúc đó thì con nói như thế nào? Con tên gì quên à? Dạ tên Hồng Hoa. Hồng Hoa. Hồng Hoa lúc đó thì nó nghe mẹ nói như vậy á thì con nói sao? Dạ con nói dạ.
sao con không nói mẹ đâu, cố gắng cho con đi học đi. Nó thấy mẹ nó lo nhiều quá, lo cho bác nó, lo nội nó, lo chứ đi học đâu gần đây, đâu gần trên cầu móng á, chả mà đi phải mắc đưa rước rồi. Bây giờ Hồng Hoa có ước muốn gì không, nói chú được không? Mẹ có đi học. Được đi học, được cấp sách đến trường thôi. Dạ. Biết đạp xe đạp không? Dạ biết. Nếu như mà có ai cho con đi học thì ai sẽ lo việc nội trợ gia đình để mà hỗ trợ con, để mà ba mẹ đi làm về có cơm ăn? Dạ anh hai. Anh hai cũng nấu được đó hả? Anh hai dạ cũng được. Vậy hả? Anh hai nghỉ lâu chưa? Dạ anh hai nghỉ cũng lâu. Lâu năm đó. Có lâu năm rồi nghỉ hả? Anh hai nó ốm yếu quá. Đây là những nghỉ. Cái đứa bé như Hồng Hoa nè, cũng có một ước mơ, cũng biết đến trường để mà thay đổi số phận của mình, để giúp đỡ ba mẹ của mình. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, miếng ăn miếng mặc còn chưa xong, nó chi cái chuyện đến lớp. Ngày hôm nay chia sẻ những cái thước phim này là những thước phim mà anh em mình cảm thấy rất là bùi ngùi về một cái ngôi nhà phải nói là gánh nặng chữ hiếu nè, chữ tình và gánh nặng nuôi con nè, chữ hiếu đối với mẹ của mình, đúng không? Đối với một người mẹ già. Và tình nghĩa anh em, những người anh, người em của mình cũng phải cu mang luôn, không có than phiền nào. Và đối với con của mình, vì lo cho anh, lo cho mẹ, con của mình lại dang dở học hành mà cô chỉ biết ngậm ngùi, không biết nói gì à. Không, nếu như mà có một ước mơ thì cô ước gì? Ước cho có nhà có cửa lên trên, mưa gió đi mặn thì không có lo nhà cửa nữa. Có bao giờ mưa mà gia đình mình, con trai của mình nó cuốn đi chỗ khác không? Có. Cuốn chạy chỗ nào cuốn chạy lại ba mấy cho mẹ chở chồng rồi đừng lại nhà dưới xuống dưới đó đó đừng ngồi sợ mưa gió tóc á xuống dưới kia ngồi xuống dưới nhà dưới đó ngồi. Mà bao năm rồi mình bị như vậy? Mấy năm rồi, 2-3 năm rồi, lúc cái nhà này nó siêu sụp nè. Tự nhiên không biết nói gì nữa. Anh Một Đồng thấy sao? Thấy xót quá. Thấy cô chú là nông dân chân chắn rất là thật thà ha. Thật ra là lúc ban đầu mà cô nói á, trong cái cuộc sống này thì cô không có lo cho con mình được. Tự nhiên hai mẹ con khóc cái mình đứng đây cầm máy cái mình muốn khóc theo luôn. Thương quá. Nó cũng thương. Nó bây giờ nó biết nói sao luôn. Nó nói mẹ cho con nghỉ thì con nghỉ chứ con giờ. Thật ra là bé mà bé qua nghỉ học rồi thì cũng lo cho gia đình suốt luôn à. Sợ ba mẹ đi mằng về rồi đói phải lo giặt giũ rồi nấu cơm, nấu nước. Nhưng mà cô dạy con hay ghê á, 13 tuổi mà lo khoáng xiến được hết mấy nó chuyện đó lắm. Gánh nặng trong gia đình. Nhưng mà lo có trách nhiệm với gia đình đúng không? Bây giờ cô mời cô chú với lại bé Hoa đi vô trong đi ha. Hay là cô với lại bé Hoa đi được rồi, chú ở đây đi. Để cho cô chú để cho, hiểu thêm về cái căn hiểu, nhà. Hiểu thêm về cái căn nhà của mình á. Con đẹp cái miếng này vô cái ha. Đây. Đây là một cái giường nha. Mưa thì nước mưa này cô bác quý chị thấy nè. Thấy không? Đây là những cây, không phải là những cái cây tre mà kể cả những cây bạch đằng nó đã bị mối mọt. Này rung một cái là nó gãy luôn á. Còn đây là cái sào đồ. Cái sào đồ ha. Sào đồ cũng. Sào này đồ là cái gì cô? Bao. Bao đựng để xúc lúa đúng không? Xúc lúa. Con tò mò lắm nha con. Đây là cái không gian bếp. Nấu cơm. Không gian bếp nó thấp chừng này nè cô bác anh chị, vừa hồ cao khoảng hơn 1.5m. Đứng ở đây là nó đã đụng lên trên rồi. Nó đã đụng lên trên rồi. Là ở đây là bếp củi cũng có được cái bếp ga. Bếp ga. Đó. Nhưng mà cái bàn mình là một cái bàn học á. Nấu bếp củi nhiều thành nữ tiết kiệm ga hay sao mà bây giờ ở đây đen quá trời, đen hơn bụi. Không dám nấu ga củi nhiều. À đen nè. Có nghĩa là nấu củi nhiều đúng không? Nấu củi nhiều. Nấu ga là sợ hao ga. Sợ hao ga không có tiền nổi. Bếp ga chắc cô sử dụng năm quá. Gan năm à. Cơm chiên. À. Cơm chiên. Trời ở đây từ đây dưới đây lên chừng mét vậy. Chắc ngày xưa là nước ngập quá chú mới đắp đất lên. À, nước ngập đắp đất đó. Dạ. Đúng cảnh miền Tây luôn khi mà dở ra cái chảo cơm. Nhà chiên của cô là tới ba gian, gian phòng khách, gian phòng bếp. Và một gian phòng nhà. Là cái đúng trà bông rồi giặt đồ đó. Không biết thì nó bịch xà bông đó người ta mới cho. Không biết thì cô chú cô bác quý anh chị thấy như thế nào ha. Ngôi nhà của cô ngoài cái phần mà nhà nước hỗ trợ phần bằng gạch á thì trong ngôi nhà đa số là mái lá và thậm chí là những cái tấm màn, những cái tấm bạc được che ngăn như thế này. Cái tủ cái tấm bạc đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Một cái màn đó thì được cái tủ lạnh.
Dạ, với đây cái tủ lạnh người ta cho hay sao? Dạ, cái đó là người ta hùng, à, người... em được hùng tiền vô cho đó. Cho để nuôi mẹ mình ha? Cho đặng để nuôi mẹ. Dạ, được rồi. Ở đây là cái gì cô bác anh chị biết không? Cái tủ cạc man xê, theo tiếng Pháp á. Cái tủ này cũng khá lâu rồi. Đồ ăn rồi người ta cũng cho, ngọt rồi người ta cũng cho, rồi mình bỏ vô đó, rồi mình nấu nướng. Dạ. Mì đó. Con tên Tân hả? Dạ. Con tên Danh. Danh hả? Danh dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có sáng không? Năm nay con 15 tuổi. Ra đây tí xíu đi. Rồi nhà vệ sinh ở đâu con? Bên đó. Nhà vệ sinh cũng sập hết trơn rồi. Nhà vệ sinh gờ bên kia hả? Ừ. Ồ, nó nghiêng dữ vậy. Sập hết trơn rồi. Cái này chắc thợ giường thợ nhà vậy quá. Trời ơi, nghiêng muốn sập luôn rồi. Cái đó cũng mấy cô nó hùng vô đang cho mấy đứa cây, nó cây sắt nè, cây sắt của cô nè. Cái này đi nguy hiểm không? Ừ. Thấy nó nghiêng, nó muốn. Ở cái này gì vậy? Ra ngoài sông luôn á. Ở này gì rút ra được không? Ông rút ra chi? Muốn ngã ra đó làm tạm ở trên đó, đâu có tiền đâu làm. Mấy đứa em nó lên nó làm lại. Cô với chú với lại Danh với lại Hoa qua đây đi. Dạ. Cô chú anh chị gần xong. Nước đi triều cường này lên dữ lắm. Tắm đồ ngập lúc ở trên rồi mới về. Thôi ra ngoài này nó đỡ hầm hơn. Đúng rồi, mát. Anh ngồi đứng đây tâm sự luôn được không anh? Được. Anh chú qua đây đi chú. Đây là gia đình bốn người nè. Chú Lợi nè. Bé Hoa đi ra. Bé Hoa nè. Đây là Danh nè. Và cô là cô Lan đúng không? Cô Loan. Cô Loan. Đó, cô bán anh chị thấy không? Qua đây để cho thấy nguyên gia đình. Rồi. Bây giờ này con có thể nói về mình không? Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 15 tuổi. Đẹp trai ghê trời. 15 tuổi. Rồi nghỉ học mấy năm rồi? Dạ nghỉ học 5 năm rồi. Ở nhà làm công việc gì giúp mẹ được nói chú nghe. Dạ, rửa chén, mẹ nấu cơm. Con trai mà nấu rửa chén được hả? Dạ. Nghe anh trai rửa chén mắc cỡ là không? Học đào. Không. Sao không mắc cỡ? Dạ. Ta đi rửa không được thì ở nhà làm cái đó, giao cái nhiệm vụ đó không phải làm chứ. Những cái tấm lá mục để cái tấm tôn cũ lên. Để gió nó bay. Đè xuống để gió nó bay. Có bao giờ mình nghĩ là vài năm tới mình trúng lúa cái mình sửa lại ngôi nhà không? Chắc không có lo nổi gì. Lúa là bị đây lo ăn uống quá trời giờ không có lo nổi. Là được đồng mình rồi chứ. Không lo sửa nhà là lo không nổi. Dạ hả? Có bao giờ mình ước mơ mà mình ước mơ vài năm nữa? Ước mơ cũng như là đó là giá ước mơ đang cho mấy đứa này lớn lên nó đi mặn kiếm tiền mới sửa nhà được. Con ước mơ cái gì vậy? Con không biết. Nói thử coi. Ước mơ vậy? Ai cũng có ước mơ mà. Nói thử con chú nghe. Con lắng anh làm gì? Con chưa nghĩ tới. À. Bé giống mẹ ghê ha. Bé Hoa giống mẹ ghê ha. Ừ. Bao nhiêu đó cô bác của chị thấy không? Cuộc sống ở miền Tây vẫn còn nói những cái mảnh đời khó khăn. Mọi cái hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ có sự khó khăn khác nhau. Có người thì không có nhà, có người có nhà thì lại gồng gánh nuôi gia đình nhiều quá, là nữ cái chuyện mà sửa nhà cửa cũng quên đi. Thậm chí là đối với chú Lợi năm nay năm mấy tuổi rồi? Cũng lớn tuổi, gần hết tuổi lao động luôn rồi đó. Bây giờ chú giác bao phân nổi không? Anh giác không nổi. Không nổi hả? Có người đã giác gần gần rồi nữa. Rồi vài năm nữa làm không nổi nữa sao mướn? Tại sao chú lo sao? Con nó lo cha nó lớn rồi nó lo tiếp. Vừa nói thì chú dòm tới đứa con mình liền rồi. Thì sao lớn lên lo gì cho ba mẹ? Tiếp ba. Hả? Tiếp cha gì vậy anh? Tiếp cha sao? Tiếp cha sao? Cha mặn tiếp cha. Đi mặn tiếp. Cho nên bây giờ là chưa có nghĩ đến cái nghề nào hết ha. Dạ. Đó là tùy vào sự may mắn của gia đình khi mà vượt qua những cái khó khăn rồi lúc đó con mới nghĩ tới cái công ăn việc làm của mình đúng không? Dạ. Còn bây giờ còn khó khăn quá nếu mà có mơ cũng không có được. Thì cho nên em cũng không bao giờ nghĩ tới. Dạ. Nó hiền lắm. Ngày hôm nay thì các anh em mình có mặt tại tỉnh Hậu Giang tham dự hoàn cảnh của bé Kim Chi, cũng được bà con giới thiệu những cái hoàn cảnh như thế này để san sẻ những cái phần nào đó khó khăn trong thời điểm hiện tại. Khó khăn này rất là nhiều nhưng mà mỗi cảnh mỗi khác nhau, gieo duyên đến đâu được thì hay đến đó. Và đây là một trong những hoàn cảnh mà anh em thấy cũng khá là khổ, mặc dù là các cô chú ở đây vẫn còn sức lao động, vẫn còn các bé ở đây lớn lên rồi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại cực kỳ khó khăn. Ước mơ một ngôi nhà cũng không có dám ước mơ. Cũng không dám ước mơ.
đôi khi vì làm lụng quên ngày này qua tháng nọ mà quên đi cái ngôi nhà của mình nó đã xuống cấp rồi. Nó gần như là ghẹo hết rồi cô bác của anh chị. Và không biết nói sao nữa. Hôm nay đến đây thì thay mặt cho chị Lộc Quyện ở Úc á, gửi cho mình phần quà 2 triệu với lại gửi thêm của Mạnh Thường Quân một chai dầu để cho con. Dạ, cảm ơn lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn. Để sang sẻ. Dạ. Cảm ơn cô ở Lộc Quyện. Lộc Quyện. Cảm ơn cô Lộc Quyện hả? Úc. Ở Úc. Dì cảm ơn dữ lắm cô ơi. Dì con mừng quá. Con có muốn nói gì không hơn? Nói gì thì nói không ạ. Nói con cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn. Nguyễn. Dạ. Dạ. Dạ tôi cũng cảm ơn cô. Lộc Nguyễn ở Úc. Lộc Nguyễn ở Úc. À, nếu như mà cô chú á, được sự hỗ trợ chung tay kịp thời thì có lẽ là nỗi lo về ngôi nhà nó sẽ bớt hơn. Đối với những cái hoàn cảnh như thế này thì đang gặp khó thôi. Chứ thấy sự lao động của cô chú thì mình cũng rất là khâm phục để nuôi cho mẹ cũng như là người anh và người em khờ của mình. Còn bây giờ thì một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú, quý chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm ha. Cũng cảm ơn chị Lộc Nguyễn đã đồng hành. Cô bác quý chị, sáng ngày hôm nay Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại xã Long Bình thuộc thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Và như cô bác quý chị thấy đây là một cái hội trường ngay tại ủy ban xã Long Mỹ đó. Cũng được phối hợp với lại chính quyền địa phương cũng như là kết hợp với sự hỗ trợ của ông Việt và bà Hiền ở Mỹ, ở bang Texas của Mỹ đó, thì hỗ trợ cho các cô chú là những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ngay tại địa phương này với 40 phần quà. Mỗi một phần như vậy là có giá trị tương đương là 500.000 đồng. Và hiện nay thì cô bác quý anh chị thấy là cũng cô chú ở đây đến đây cũng rất là nhiều. Sáng nay hẹn là 7:30 mới đến nhưng mà 6:30 là các cô chú lật đật đã có ở đây rồi. Đây là những cái phần quà mà rất là ý nghĩa đối với cô chú những cái hoàn cảnh khó khăn. Tại vì thời buổi bây giờ thì cô bác quý anh chị biết cũng kinh tế cũng khá khó khăn ha. Được nhận những cái phần quà này là vô cùng ý nghĩa. Tí xíu nữa thì làm một cái lễ để cho chính quyền địa phương phát biểu thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho đại diện cho ông Duyệt và bà Hiền ở bang Texas của Mỹ nói lời với bà con cũng như là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn rất là nhiều sự hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân cũng như ngày hôm nay thì sự hỗ trợ của ông Duyệt và bà Hiền ở bang Texas của Mỹ. Bây giờ chắc có lẽ là mình ốp máy tí xíu nữa để cho địa phương phát biểu rồi cái mình thấy ha. Đây 40 hộ nha cô bác anh chị, tổng giá trị tương đương là 20 triệu đồng. Và để làm được cái phần này thì có bạn của Bùi Hồ ở ngay tại địa phương này luôn, phối hợp với chính quyền địa phương ở ấp nè, rồi ở xã để có thể phát quà được trong ngày hôm nay. Con và toàn thể bà con hôm nay thì thực hiện cái chính sách công tác để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thì giờ hôm nay thì chỗ địa phương cũng có kết nối với chỗ mà YouTube Bùi Hồ và Một Đồng để xin hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn của xã Long Bình. Thì nhân dịp hôm nay thì về thành phần tham dự, về phía đảng ủy thì có ông Mai Văn Sĩ, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Long Bình. Còn về phía địa phương thì có ông Bạch Văn Xê, trưởng ấp, và ông Trần Văn Thừng, phó bí thư chi bộ. Còn về phía Mạnh Thường Quân, nãy mình quên hỏi tên gì. Về phía Mạnh Thường Quân thì có nhà tài trợ của YouTube Bùi Hồ và Một Đồng đến dự chúng ta. Và hôm nay thì ấp Bình Lợi chúng ta được của nhà tài trợ là hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn là 40 phần quà. Thì nhân dịp trao quà hôm nay thì về phía nhà tài trợ thì cũng có đôi lời phát biểu với bà con. Thì xin trân trọng kính mời đại diện của nhà tài trợ thì lên phát biểu đôi lời đối với bà con của địa phương. Xin mời anh. Dạ con xin chào cô chú ha. Dạ cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và một lần nữa thì con là tên là Bùi Hồ nhưng mà làm kênh YouTube là Bùi Hồ TV.
con không phải là Mạnh Thường Quân mà con chỉ là người kết nối hỗ trợ. Cũng may mắn là được kết nối với bạn Dúc và cũng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho con có mặt ở tại đây trong hội trường này và được gặp gỡ với lại các cô chú ông bà ở đây rất là vui. Đây là một cái điều mà phải nói là anh em của tụi con cũng rất là vui mừng khi mà có mặt ở tại đây. Xin một lần nữa cảm ơn các chú, các cô chính quyền địa phương cũng như là các ông bà có mặt ở đây ha. Ngày hôm nay con và anh Một Đồng đại diện cho ông Duyệt và bà Hiền sống ở tiểu bang Texas của Mỹ hỗ trợ các cô chú mỗi một phần quà trị giá như vậy là 500.000 đồng, tương đương với 500.000 đồng, gồm những cái nhu yếu phẩm thôi, cho ở đây mình không có tiền mặt, gồm có mì, gạo, nước tương, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn và những cái phần quà như thế á, thì được bạn Dúc là bạn học chung ngày xưa cũng đã kết nối với lại chú trưởng ấp về chính quyền của mình để hỗ trợ cho bà con. Rất mong những cái phần quà này nó không có lớn lắm, rất mong đây là những cái phần san sẻ yêu thương để giúp cho cô chú ông bà đỡ phần nào đó khó khăn vất vả trong cuộc sống, và mong rằng những cái thông điệp như thế này á nó sẽ lan tỏa hơn nữa trong những cái lần tiếp theo ở những cái địa phương tiếp theo cũng như là những cái hoàn cảnh của cô chú anh chị gặp khó khăn. Và một lần nữa thì cho con xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà cô chú đang có mặt ở đây. Cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ cho con để mà có thể có mặt tại nơi này để chia sẻ những yêu thương với cô chú. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ chứ. Dạ em mời. Thì sau đây xin mời bà con mình lần lượt ha. 10 người mình lên nhận quà thì từ cái dãy bàn đó cứ tiến lên. Mình có phát phiếu hết hả chị ha? Có phát phiếu. Ở đây là có cà phê nét rồi nữa nè, thấy không? Tại một phần như vậy là nó có bốn trăm, mình bổ sung thêm để cho nó đủ cái số tiền luôn á. Rồi mời bà con mình lên. Có kiểm phiếu không chút? Còn ai mà 2 phiếu họ vô nhận quận thứ 2. Rồi đợi cho mấy anh phát. Còn lên luôn đi. Còn 2 người nữa. Rồi xin mời chỗ anh Dúc với còn người nữa. Anh Buồn Hồ là mình lên trao quà cho bà con. Còn người nữa thì ngại. Rồi bà con nhận quà gì? Dạ. Này hơi nặng ha. Đây dạ. Chưa để. Hơi nặng hơi chị. Nặng rồi. Đây. Này chắc lên đúng không chị? Rồi mình xin mời 10 bà con kế tiếp. Được. Xin mời 10 bà con mình lên kế tiếp. Mỗi một lần mình nhận được mình cũng đứng đây. Phiếu kìa chị. Rồi sĩ gồm phiếu sĩ rồi. Rồi vô bà con vô đi. Anh đứng này cho em xin tấm hình. Qua đây. Đủ 5 phiếu chưa? Nếu mà chưa thì vô thì ra bên đây. Vô đây. Giữ lại chú. Nói không mà. Rồi bà ai chở bà. Rồi xin mời 10 bà con mình 13 người tiếp theo nữa. Rồi lên đứng đây. Con để đây cho bà quá. Bà đợi. Bà cụ. Cụ ơi để đâu?
rồi, chị ba đâu rồi, chị ba ơi. Còn ai ở dưới? Còn ai mà cầm hai phiếu thì mình ảnh tặng phiếu. Rồi, rồi, rồi. Này cô chú đến đủ hết hả? Anh trai cho chị buộc sao lên không? Để cho dễ kiểm lên đợt 10, 10 họ, 10 cô chú gì? Dạ. Chụp cái chín thì dẫn lên cái hình cái ông chín. Được rồi. Chị nắm lại lên gì cái? Sao quá rồi đi quá. Đấy đúng. Chị ta biết gì hết được. Lên 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 chín. Chị ta tính kế được hả? Chị ta biết gì hết được. Rồi bà con nhận quà chị. Dạ. Chú chụp cái đi. Rồi, mời bà con nhận quà về. Rồi. Rồi thân à. Mừng nổi không nha chị? Ờ, vui vẻ ha. Rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi xong kéo đi, kéo. Hỗ trợ cho bà nghe, mua bà yếu quá mày ơi. Dạ, dạ. Của chị đưa còn một phiếu rồi. Xong chưa? Chào luôn đi. Không, 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 nghỉ đi. Rồi, kéo ba xuống kéo, mua xếp hết, kéo ba. Còn đủ vòng rồi, có một. Mình sắp lên đi. Dạ. Phát luôn đi. Ủa chị cái gì? Nhận cho anh Cúc. Hả? Nhận cho nghe con đi làm đi. Ở đây nè, ở đây, ở đây. Rồi phát ra đây nè, cho anh Chính. Đây phần này nè. Vậy lấy một phần đi rồi lại đặt cái con gạo. Vậy thì còn cô chú nào vắng đó thì nhờ chính quyền chúng tôi dạy vắng thì cứ phát lại giùm giùm em ha. Đi rồi cũng không có đủ hết nên là nữ dạ cũng có công việc đi trễ nữa. Dạ. Tại vì bữa nay em giao dịch nên. Dạ dạ. Dạ. Dạ không có cái gì, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chính quyền mình ha. Tại vì hôm qua em đi họp. Dạ. 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 Có những cái hộ vắng á, thành thử là chỉ có 30 hộ có mặt thôi, quà thì vẫn đủ 40 phần. Thì sáng nay cũng còn một cái ngân hàng cũng còn họp ở đây nữa nên tranh phát cho cô chú về sớm còn công việc đồng án nữa. Và một lần nữa thì Bùi Hồ anh Một Đồng xin chân thành cảm ơn ông Việt và bà Hiền ở ban thế sát của mình đã hỗ trợ, cảm ơn chính quyền địa phương rất là nhiều ha. Thôi thì bao nhiêu đó cũng đủ ấm áp cho bà con tại này này rồi. Một lần nữa cảm ơn ông và bà rất là nhiều. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại phát quà ngay tại Đồng Tháp.